quý vị, và tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Xuân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan lên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời ông. Huyện Phú Giáo đăng cai tổ chức liên hoan. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc liên hoan ban nhạc và nhóm ca tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2018. Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc liên hoan thành công tốt đẹp. Điều 1. Thành lập Ban giám khảo liên hoan ban nhạc và nhóm ca tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2018 gồm các ông bà có tên sau. 1. Nghệ sĩ ưu tú, nhạc trưởng Hoàng Điệp, ủy viên Ban chấp hành Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban giám khảo. 2. Nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến, Phó Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Dương, thành viên. 3. Nhạc sĩ Tùng Huỳnh, thành viên. Thư ký Ban giám khảo, bà Lê Thị Tầm, Phó trưởng phòng nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, và bà Nguyễn Thanh Nguyên, cán bộ phòng nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa Điện ảnh. Điều 2. Ban giám khảo liên hoan ban nhạc và nhóm ca tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2018 có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn thang điểm và chấm thi theo kế hoạch đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Điều 3. Chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Phú Yên đã ký. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị giám khảo của liên hoan lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Kính gửi đến quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng thân ái và nồng nhiệt nhất. Về dự liên hoan ban nhạc và nhóm ca tỉnh Bình Dương mở rộng năm 2018, đơn vị Phụ giáo tham gia một chương trình ca múa nhạc. Vâng, thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, âm thanh hay nhất trong đêm hôm nay, rất mong tất cả quý vị khán giả một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho đơn vị Phụ giáo cũng như tất cả các đơn vị về dự liên hoan trong buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa thưa quý vị. Và ngay sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị thành phần các thành viên của ban nhạc: guitar bass Nguyễn Phúc, đơn đương Đăng Thanh, guitar solo Hồng Thuận, hip-hop 1 Trương Tùng, hip-hop 2 Hoàng Yên và saxophone Minh Chiến. Thành phần nhóm ca gồm có Minh Nguyệt, Đình Phong, Huỳnh Khang, Minh Hương, Phan Hậu và tôi Lưu Dân. Chỉ đạo nội dung Phạm Văn Nghĩa, chịu trách nhiệm chương trình Ngô Thế Quy, hòa âm phối khí Lục Thái. Và bây giờ chương trình của đại diện viện phụ giáo xin được phép bắt đầu. Oh,
Và phần biểu diễn của tất cả nam nữ cùng tất múa. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần biểu diễn của ban nhạc với bài hòa tấu Neo đầu đến quê, một sáng tác nhạc sĩ Anh Thiên.
Vừa rồi chúng ta vừa đến với phần hòa tấu của ban nhạc với một sáng tác của An Thiên, Neo Đầu Bến Quê. Tiếp tới chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Nguyễn Duy Hùng, ca khúc Thuyền Pháp được trình bày qua Tam Ca Nữ. Thank you.
những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình này xin được mời quý vị cùng đến với một tác phẩm của Gianni với phần biểu diễn của ban nhạc. Xin mời quý vị thưởng thức bài hòa tấu Studying in Motion. Xin mời quý vị thưởng thức. Thank you.
Chào Ban Mai, một sáng tác của Đinh Công Minh cũng đã khép lại phần thi diễn của thầy cô giáo. Cuối cùng, xin gửi đến tất cả quý vị có mặt cùng tôi đây, lời chúc sức khỏe hạnh phúc tình đạt, xin chúc liên hoan thành công. Bye.